Cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, truyền thông, thì ngành thiết kế mỹ thuật số đang dần trở thành một sự lựa chọn hấp dẫn với các bạn trẻ có cá tính, đam mê thiết kế, sáng tạo và thích làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung. Mình lựa chọn ngành thiết kế mỹ thuật số bởi vì nó phù hợp với khả năng cũng như là định hướng tương lai của mình. Mình chọn ngành thiết kế mỹ thuật số là vì ngành này có thể thỏa mãn và phù hợp với đam mê của mình. Để có một ngôi trường tại thành phố Hồ Chí Minh có ngành này với chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất đảm bảo để học thì rất là ít. Và theo như tìm hiểu ban đầu từ các anh chị qua các đồ án mà trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu thì mình cảm thấy rất là an tâm khi lựa chọn trường đại học Văn Lang để học ngành này. Điểm đặc biệt mà nhiều người thấy nhất ở cái ngành này là tụi mình tương tác nhiều với máy tính hơn là trên giấy bút như là môn đồ họa truyền thống bình thường. Cái điểm thứ hai là về cách tiếp cận của tụi mình. Thì tụi mình không chỉ tiếp cận mỗi về việc màu sắc, bố cục cũng như là đường nét như môn đồ họa truyền thống, mà mình còn phải biết nhiều hơn về cách tổ chức bố cục, rồi cách sắp xếp layer, cũng như là thêm một cái nền tảng mới là nền tảng 3D. Thì theo mình thấy thì trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay thì việc tiếp cận được với 3D từ giai đoạn sớm là một việc làm cần thiết mà nhà trường đã thực hiện rất là tốt, khi mà tách riêng đồ họa truyền thống với thiết kế mỹ thuật số ra làm hai chuyên ngành riêng biệt. Ngành thiết kế mỹ thuật số tại trường Đại học Văn Lang đào tạo sinh viên tạo ra những sản phẩm thiết kế phục vụ truyền thông bằng cách ứng dụng các công nghệ kỹ thuật số hiện đại. Bên cạnh đó, ngành thiết kế mỹ thuật số tiếp tục đào tạo hai định hướng chuyên sâu về thiết kế hoạt hình và thiết kế phim. Ngành thiết kế mỹ thuật số là một ngành chú trọng sử dụng các cái công nghệ số vào hình ảnh chuyển động, các cái hiệu ứng hình ảnh, kỹ xảo hoạt hình 3D. Ngành thiết kế mỹ thuật số cũng là một cái ngành tạo ra các sản phẩm thiết kế để phục vụ cho cái truyền thông quảng cáo, cho game, cho hình ảnh bằng cách ứng dụng các cái công nghệ kỹ thuật số hiện đại nhất như motion capture, đó là công nghệ ghi hình chuyển động, hoặc là visual effect, hoặc là hiệu ứng của hình ảnh, hoặc là animation của là hoạt họa, hoạt hình, vân vân. Đây là một cái ngành nó kết hợp giữa hai cái lĩnh vực mỹ thuật và công nghệ thông tin. Chương trình đào tạo sẽ trang bị cho sinh viên từ nền tảng nghệ thuật cơ bản đến phương pháp thiết kế, các kỹ thuật ứng dụng và sử dụng công nghệ trong thiết kế đồ họa. Sinh viên sẽ học sâu hơn về quá trình từ hình thành ý tưởng, phác thảo, chỉnh sửa, lựa chọn công nghệ và kỹ thuật, thực hành tạo ra sản phẩm. Ở đây chúng tôi không phải đào tạo chuyên về để làm game, mà dựa trên cái hệ thống làm game và đặc biệt cũng như là về làm cái phim hoạt hình ấy, thì dựa trên các cái kỹ năng, các cái phác thảo của các em, các cái thiết kế của các em để lồng ghép vào trong các cái chương trình đồ họa, xây dựng thương hiệu, làm các cái quảng cáo cho các cái chương trình để sử dụng bằng các cái kỹ năng đó, chứ không phải thuần túy là chúng tôi chỉ có phát triển để chỉ làm game. Thì đấy là những cái điểm mà tôi nghĩ là khác biệt với các trường hiện nay ở Văn Lang, là có một cái đặc điểm riêng là như vậy. Bên cạnh đó, những hoạt động ngoại khóa còn giúp sinh viên hiểu sâu hơn về mỹ thuật nước ta qua các thời kỳ, từ đó giúp sinh viên Văn Lang có những bước tiến mới, sáng tạo trong nghệ thuật dựa trên nền mỹ thuật lâu đời của Việt Nam. Theo mình thì cái hoạt động ngoại khóa ấn tượng nhất đó chính là chuyến đi ngoại khóa ở tại Huế, bởi vì qua hoạt động đó tụi mình được tiếp xúc với những cái kiến trúc cung đình, rồi những cái thiết kế tại nơi cố đô ngày xưa, và điều đó rất là giúp ích cho tụi mình trong việc bồi dưỡng lại thêm thẩm mỹ, cũng như là cố gắng để có thể lưu truyền những cái nét đẹp văn hóa của Việt Nam và đưa vào trong những cái tác phẩm thiết kế của mình sau này. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ năng lực chuyên môn trong lĩnh vực mỹ thuật số. Với nhu cầu việc làm trong lĩnh vực này ngày càng lớn, sinh viên hoàn toàn có thể tìm được công việc phù hợp với khả năng. Bây giờ thì các bạn rất nhiều cơ hội. Cái cơ hội mà tôi nghĩ rằng là vì nó là cái ngành đồ họa kỹ thuật số và nó dính đến cả những cái phần mỹ thuật nữa.
mỹ thuật số nữa, thì các bạn sử dụng các kỹ năng đồ họa, các bạn làm ở rất nhiều các công ty quảng cáo khác nhau, các bạn ở làm thậm chí là làm ở các cái công ty đồ họa bây giờ đang phát triển. Vì xu hướng bây giờ của các công ty nó không đơn thuần là làm đồ họa một cách 2D bình thường nữa, bây giờ là xu hướng của 3D, của 3D, của công nghệ số mà, cho nên là cái cơ hội rất là lớn. Và đối với những cái ngành mà các bạn tham gia về hoạt hình, về game, về phim quảng cáo, các cái clip viral, thì các bạn lại có nhiều cái cơ hội lắm.